lưu ý cái này mình làm trực tiếp bằng cái đồ án của mình nhé. Còn ở đây biết sao, hay làm riêng biệt để cho các em dễ. Mấy mốt mà các em thi học kỳ hay là thì các em sẽ cũng tạo một cái đồ test mới ha. Rồi, bây giờ thầy làm riêng biệt để gì các em dễ coi mà ha. Nhưng mà nếu đúng là mình phải làm đủ chung với cái đồ án của mình nha, làm chung một cái này duy nhất thôi nha, nhớ nha, chứ không làm gì cứ một cái một cái này đâu. Ở đây thầy đã tăng làm riêng biệt để gì, để các em dễ làm. Rồi bấm tạo đồ test, thầy tạo mới giống như thầy hướng dẫn lại á, thấy không, để cho các em dễ mà. Rồi bây giờ bắt đầu thầy chọn là Google Form nè. Rồi thầy chọn vào cái, nhớ là không phải một form là một cái đồ test đâu nha các em, làm chung. Nếu mà ai dở quá thì có thể khả năng làm kiểu này cũng được, nếu mà dở quá ha. Rồi rồi đây là ví dụ như là thầy ghi là thầy ghi thêm xóa sửa, ghi không dấu nha. Bản sản phẩm thầy ghi như vậy để các em dễ làm. Nhớ là bản sản phẩm là mình phải có cái gì, có cái bảng loại sản phẩm trước à. Rồi thôi bây giờ thầy xóa cái này, thầy tạo cái form mới, tại vì thầy tạo cho cái form loại sản phẩm luôn cho nó dễ. Hết new item. Rồi FRM sản phẩm nha, cái này là sản phẩm nha. Bắt đầu là khó khăn này nè, cái bạn này là khó, thầy nghĩ là thầy chỉ khó nhất trong mấy form luôn á. Rồi cái phần giao diện này á thì thầy sẽ copy từ bên đây qua đi cho nó nhanh, tại vì những cái này là thầy rồi thôi thầy copy từ từ đây, copy một lúc thì dễ lắm. Rồi đầu tiên là cái này nha, cái này là cái nhãn ha. À, thì cái này là mình đã học rồi nha các em. Những bạn nào đến bây giờ sao thầy dạy thầy cứ copy à, không phải nha, cái này là thầy có dạy rồi. Mấy bạn nào nghỉ học chắc không biết nên là sẽ có thể là các em sẽ nói như vậy. Còn những cái này là mình học hết rồi nha. Rồi cái việc mà tạo những cái nút này và đưa vào thì cái này thầy có chỉ rồi. À, những đây là những cái này là đơn giản, là những buổi đầu tiên là thầy có chỉ cắt thêm mấy cái nút vào rồi đúng không? Rồi nhớ là mỗi một cái nút này là đặt cái tên cho nó à, bạn nào đến hôm nay không biết cái này thì coi như là tiêu rồi đó. Rồi tiếp tục đến thiết kế cái nút box này chắc là không có vấn đề gì đúng không em. Rồi đây là cái combo box nha các em, này mình học rồi nè, mình đưa combo box rồi nè à. Rồi mấy cái test box, mấy cái test box ở đây. Rồi nhớ đây là cái nút thôi nhé. Rồi đây là một cái picture box, mình cũng có học cách đưa picture box vào rồi đúng chưa, nhớ nha. Rồi bây giờ bài là thầy sẽ copy này qua. Vậy cái việc thiết kế cái form này có cái nào mà các em không nắm được không? À, cái này là picture box nha. Rồi ở đây các em nhìn vô cái đề, cái này tại sao thầy có một cái hình là no image, cái này là thầy lấy trên mạng nè. Nghĩa là thầy lên Google thầy tìm cái hình ví dụ như là đánh đúng cái chữ đó luôn đó, lên mạng thầy tìm đúng cái này luôn đó. Thấy cái này cái thầy lưu về thôi, thầy biết không đó, nhớ nha, cái này là do thầy lưu về thôi chứ không phải là thầy thiết kế đâu đó. Ví dụ như lưu vậy, sau khi lưu xong á mình sẽ chép vào trong thư mục của cái phần mềm của mình. Thì ở đây thầy có chép vô rồi nè, thầy có chép nè, cái chữ no email nè thầy chép vô nha. Đó thì thầy lấy trên mạng về, cái thầy chép cái đó là lên mạng lấy vô nha. Đó mình chép vào desktop đi, xong rồi mình import nó vào. Các em để ý nè, bây giờ thầy chép desktop nha, giống như mình lưu về mình chép desktop á. Rồi bây giờ có import vào nè, các em để ý bên đây nó không có chữ resort nè, chú ý nha. Rồi coi nha, bấm vào đây chọn email nè, import là nhập vào đúng không. Rồi thầy nhập vào từ desktop nè, open nè, ok nè, thấy không, thấy khác thiệt không, thấy chưa. Vậy là cái chữ no email này đâu mà nhớ là lấy trên mạng xong rồi import vào trong nha, nhớ nha.
Rồi tiếp tục đến một cái phong kích view. Rồi cái kích view này thầy thầy nói luôn, mình sẽ thiết kế nó giống như cái cột ở đây nè nha. Thì ở đây thầy thầy làm rồi, bây giờ thầy copy này qua luôn. Các em nhớ là cái kit view mà thầy nói lại nè, đây là kit view 1 đúng không? Thì mình bấm vào đây edit column nè. Khi mình thêm vào á, các em để ý ở đây nè, các em sáng nhập cái chữ, cái này thầy chỉ rồi. Nên mà đến ai mà làm muốn làm được form này phải làm những form trước thì mới hiểu được nhá. Không làm form trước nè, các em thấy không? Thầy đặt, thầy thêm còn phải đặt tên này trùng, các em nhớ là thầy đặt tên trùng với cái row schedule nè. Rồi tên sản phẩm, các em thấy cuối cùng là loại sản phẩm nè. Nhìn nè. Em thấy tên loại sản phẩm không? Rồi số lượng nè, số lượng hình ảnh nè. Nhớ là ở đây thêm vô, nhưng mà chọn cái kiểu, đây là kiểu hình ảnh nha các em. Nhớ nha. Thì ở đây nó sẽ có một cái thuộc tính nè. Để ý ở đây, khi mà các em thêm vào á, nó không phải là hình ảnh đâu. Các em bấm vào đây, các em chọn thuộc tính là Git View, Data Git View Image Column nha. Nhớ là mặc định thêm vào không phải hình ảnh đâu. Được chưa? Cái bài này là khó nha. Nhớ rồi, nhớ là thêm hình ảnh chỉ có một cái đặc biệt nữa là column muốn hình ảnh, nhớ là chọn ở đây. Và lưu ý tất cả các cột trên git view trong cái bảng danh sách sản phẩm này là trùng với cái row schedule này. Thấy chưa? Đó, đó là cái phần thiết kế giao diện. Rồi. Rồi, bây giờ đó là phần thiết kế giao diện thôi nha, chưa làm gì hết.